rồi. Lái là cái này nó quay theo. Dạ đúng rồi. Nãy vậy là mất bao lâu? Tự vài giây nó sẽ mất. Thì tùy theo mình chỉnh độ trễ. Đúng rồi, ở đây đúng không? Đúng rồi, thẳng lên quẹo ra luôn. Đúng rồi, phải. Nên thành khoảng là 15 giây nó sẽ mất.